À, xin chào cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh sự kiện và âm nhạc. Thì hôm nay Phúc Khang đi dự một cái sự kiện, sự kiện là ra mắt phim Sáng Đèn được công chiếu vào được khởi chiếu vào ngày mùng 1 Tết ha cô chú anh chị. Thì hôm nay Phúc Khang đến dự một cái buổi sự kiện này rất là lớn. Thì sự kiện thì gồm có những như là nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu, nghệ sĩ Kim Tử Long, nghệ sĩ Chí Tâm và các diễn viên như là ca sĩ Bạch Công Khanh, Hồng Vân, vân vân và rất là nhiều cô chú nghệ sĩ ha cô chú anh chị. Thì hôm nay Phúc Khang sẽ làm một cái video này gửi đến cho cô chú anh chị và các bạn xem. Cô chú anh chị thương yêu đừng quên cho Phúc Khang xin một like, một lượt đăng ký kênh và chia sẻ video ủng hộ nha cô chú anh chị. Bây giờ mời cô chú anh chị và các bạn theo dõi. Đây là chú Chí Tâm cả nhà. Thì hôm nay đi dự sự kiện thì có rất là nhiều phóng viên và nhà báo của chú chị, thì cũng có nhà báo như là anh Song Minh. Thì anh Song Minh thì Phúc Sang cũng rất là thường gặp anh, cũng hay nói chuyện với anh. Thì anh cũng hay qua nhà của bé Hồng Loan. Trước mặt màn hình thì đó là đạo diễn của chú chị, đạo diễn một cái bộ phim Sáng Đèn. Thì chút xíu nữa thì Phúc Khang sẽ vào bên trong xem cái trailer phim của Sáng Đèn được công chiếu vào ngày mùng 1 Tết hả cô chú anh chị. Thì chú Chí Tâm thì mới hôm trước thì Phúc Khang cũng có đi quay tại đài truyền hình HTV. Chú hát tại đài truyền hình chương trình Vầng Trăng Cổ Nhạc rất là hay. Thì hôm đó thì chú mặc một cái bộ áo dài màu xanh cũng khá là đẹp. Thì Hôm nay bố mặc bộ áo dài màu xanh, hôm nay chú mặc bộ áo tím, tôm lê tím rất là đẹp. Dạng chân rất là Đèn hay luôn trailer của chú. em là cái của em chụp. Dạ. Tại bữa tối đi với chị Dung cái đưa chú Minh Dương ra ngoài, không có Dung chụp được. Dung là trong đó là Dung cá, Dung Dung, Dung cá, Dung ngoài sản. Hát hay quá trời. Tại khúc này đã rèn nó năm đi một nhiều. Hôm bữa nguyên bộ xanh cũng đẹp. Hát như Phượng Hằng. Dạ. Hay chú, hát với chị Phượng Hằng rất là hay. Hôm bữa bộ xanh cũng đẹp mà hôm nay tím cũng đẹp nữa chú. Dạ. Dạ. Đây là nghệ sĩ Hồng Vân ở cả nhà. Cái tên là anh Kim Tử Long, Kim Tử Long, Lê Phương, Cao Minh Đạt. Đây là Bạch Công Khanh. Thì Bạch Công Khanh Phúc Hàng cũng có quay một cái chương trình live show của anh tại nhà văn hóa Thanh Đen ở cả nhà. Bạch Công Khanh hát những bài hát rất là hay. Đây nghệ sĩ ưu tú Lê Thiện. Đây là nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đây là bé mớm hồng loan ha cả nhà. Thì hôm nay xuân hạ thu đông sáng đèn, thì Phan cũng có đến tham dự một cái buổi như là ra mắt thôi của chú anh chị, giới thiệu những sản phẩm của các cô chú anh chị cũng như là những nghệ sĩ rất là đông của chú anh chị. Đây là quầy nước uống và có bút phê trái cây tráng miệng của chú anh chị. Thì còn đây là những cái bút phê ha của chú anh chị, như là gỏi cuốn, trái cây đó rất là ngon, rau câu. Thì cô chú anh chị dùng gì thì mình đến mình dùng ha cô chú anh chị. Có rất là nhiều loại bánh cũng như là các loại trái cây cũng khá là nhiều, và những thức uống ha cô chú anh chị. Thì cái sự kiện thì những khách cũng như là phóng viên nhà báo đến đều miễn phí ăn uống ngay chỗ phê đây cô chú anh chị. Đây là các loại nước như là cà phê sữa đá. Còn đây là nghệ sĩ Hữu Châu cô chú anh chị. Thì bộ phim này có sự góp mặt của nghệ sĩ Hữu Châu, nghệ sĩ Hồng Vân, có rất là nhiều như là diễn viên Cao Minh Đạt, nói chung là cũng có rất là nhiều cô chú anh chị. Và có nghệ sĩ như là nghệ sĩ Tú, Kim Tử Long, nghệ sĩ Chí Tâm và những anh chị nghệ sĩ trẻ như là các anh chị đang chụp hình lưu niệm ở đây. Rất là đông, rất là nhiều. Và có những sự góp mặt của em Hồng Loan, con của cố nghệ sĩ Vũ Linh cũng có ha cô chú chị. Và những nhân vật mà đóng vai quần chúng thì lên đến gần cả ngàn người của chú anh chị, rất là đông. Một bộ phim rất là công phu. Thì mời cô chú anh chị đón xem bộ phim Tết chiếu Tết ha cô chú anh chị, sáng đèn, khởi chiếu ngày mùng 1 Tết. Mời cô chú anh chị và các bạn theo dõi. Thank you.
Bây giờ Phúc Khang sẽ mời cô chú anh chị và các bạn theo chân Phúc Khang vào rạp hoa cô chú anh chị để xem cái buổi công chiếu trailer cũng như là họp báo với phóng viên nhà báo của chú anh chị. Thì hôm nay có rất là nhiều phóng viên nhà báo Phúc Khang quan sát thì có phóng viên báo Tuổi Trẻ, phóng viên báo sân khấu như là anh Trung Minh, báo Người Lao Động. Nói chung là hôm nay Phúc Khang thấy rất là nhiều phóng viên và nhà báo của chú anh chị. Thì bây giờ Phúc Khang sẽ kết thúc video, hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn xem tiếp cái video kế tiếp, đó là video chiếu trailer cái giới thiệu bộ phim Sáng Đèn được khởi chiếu vào ngày mùng 1 Tết năm 2024 của chú anh chị. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn những video kế tiếp. Phúc Khang xin cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi cũng như đã đồng hành, thương yêu, đã ủng hộ kênh. Phúc Khang xin cảm ơn cô chú anh chị. Và cô chú anh chị đừng quên cho Phúc Khang xin một like, một lượt đăng ký kênh và chia sẻ video ủng hộ cho cô chú anh chị. Bye bye, xin chào tạm biệt cô chú anh chị và các bạn.